đến với kênh Hai Lúa Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Hoa đang có mặt tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, để ba của Hoa cưa hàng cây trà mông vàng. Thì ba của Hoa hồi nãy có cưa 3 cây trà mông vàng rồi, bây giờ sẽ tiếp tục cưa cây trà mông vàng thứ tư. Đây, nó nằm gần trụ điện luôn và nó có hai tược. Ba của Hoa có cột cái miếng cây nè, chắc là thảy qua ngay chấn hai đó để leo lên cho khỏe. Ở phía trong thì có trồng rau như rau cải gì vậy. Em Cường cắt thêm lóng của nhỏ. Hay chú Hiền này cũng ở dưới quê, ở dưới miền Tây chung với Hoa luôn, ở khúc Mỹ Lương. Còn Hoa thì ở An Thái Đông, lên đây rồi mới nhận ra bà con. Cậu có cây bự dữ vậy. Ôi, lóc rồi. Rồi vũ xuống dưới nhánh bên kia nữa. Cây bự thì khúc cây này nặng hơn, trời, nó dễ qua hơn dưới nhánh bên kia nhiều quá. Chắc cái đó bước qua phóng lên giật xuống đó. Lấy con cắt cái cùng móc hay gì giật xuống cái anh còn xuống rồi vũ nhẹ nữa anh xuống rồi dưới nhánh nhiều quá dưới lá nhỏ nhỏ bên kia có nuôi vịt nữa kìa. Đi dưới lá dầm lá quá. Trời. Đứng trên gốc cây học. Rồi xuống rồi. Hồi này là hồi ba của Hoa với em Cường leo lên luôn, mỗi người một tược. À, cái cọng dây luộc thì cái cọng nó này nó cứng nên là ba của Hoa mới đổi qua cái cọng dây dùi. Ba của Hoa mới đổi anh cái đầu dây dù. Anh Cường để leo lên cho đỡ đau tay. Cưa từ ngoài đây. Đây là cưa từ ngoài đây nè, ngoài đường dây điện. Trời, cột vô cái tượng nhỏ xíu đó. Cây dưới giống cây chàm tay tượng quá. Cây chàm dưới. Còn xịt bốn luôn mà. Chơi luôn rồi. Không chảnh vậy. Bước bài rồi đó. Rồi rồi đu đu cái nhánh nó xíu. Ông bính cháo lỗ lã gì? Như là em Cường chọn cái phần nhánh ở phía bên ngoài đường dây điện. Ba của Hoa thì phần nhánh ở phía trong cái có nhà trồng rau. Nhà lưới. Sợ ruộng nhà lưới. Em Cường sợ ruộng nhà lưới nhường cho ba của Hoa ở phía trong. Em Cường ở phía ngoài. Không có, không biết gì đâu. Nè ổ này rồi đó. À, nắng quá. Ngược sáng gì đen thui vậy. Cây này da nó sao quá.
Ông đứng đắn kìa. Đây. Thôi. Cái này cái này nhất hết chưa? Có đem chơi thuốc không? Có đem chơi thuốc không? Mượn mua giùm chai thuốc xịt mũi mà. Bao con hoa cưa bóp nhánh nhỏ luôn để chúng em cường leo lên. Đôi dép đắng quăng chậu lên đây. Anh sợ mất đôi dép anh mà anh quăng ở đây hồi toàn giấu luôn đây rồi. Em Cường cũng đã leo lên phía trên. Ủa ông Cường tới đâu rồi, ông đâu rồi vậy? Hồi đi kiếm đôi dép nha anh Cường. Em giấu rồi đó. Ba con hoa thì leo lên, tiếp tục lên phía trên. Cây bự ra không? Em Cường giờ cũng đang bắt đầu leo lên chuẩn bị cưa. Ba con thì lau cái mấy cưa, kéo mấy cưa lên tới lên trên rồi và chuẩn bị cưa cái nhánh đó đây nè. Thì cái nhánh đó hiện tại đang dựa về cái chỗ mà nhà ở bên ba của hoa có một cái nhánh nó dựa vào cái nhà lưới nè, nhánh mà nhánh bự luôn. Như ba của hoa mới nhờ chú Hiền cột cái gọng dây lớn lên cho ba con hoa treo gì á. Nói giờ cưa đó hả? Nói giờ cưa mấy này mà cái dưa lá gáp nữa. Đây là cái nhà lưới nè, nhánh quá to nên không có cắt thế nào cắt cái dây gục đầu xuống nên mới treo dây lại. Cắm à? Bà của hoa mới xịt kiến ra trời nó kiến đen kiến ghiện xịt thuốc hình như khó chết hơn kiến vàng.
của hoa cưa thì em cường nghĩ để nhìn coi nhánh rơi ở đâu nữa. Và cũng hoa kích dây ở phía trên luôn. Ôi, dịnh lại, rớt dây điện. Có bác lại mở dây giùm ba của Hoa. Thì hôm nay đi theo ba của Hoa thì có em Cường ha. Chú Tâm thì được một người đã tặng 15 triệu để sửa nhà. Chú Tâm thì có ba mẹ già lớn tuổi. Thì với lại chú Tâm cũng đang bị viêm đại tràng nữa vậy. Nên không có làm nặng được. Tay của em Cường thì nghiêng ra đường dây điện luôn. Em bên đó thì em xem ở miệng cho nó ngã rồi lên kia luôn. Trời chuồn chuồn bay xung quanh. Ba của Hoa xuống phía dưới nấp cho em còn cưa hoàn nhánh cái bên đó. Dám dám nha.
đã hoàn thành hết từng cái nhánh này, còn cái nhánh nhỏ dựng đứng ở đây. Theo tôi nghĩ thì chút xíu con xe cắt một chút dài dài dưới này. Em còn cột dây phía trên, chắc là sẽ cưa ở dưới chấn hai dưới này luôn. Hoa của Hoa cũng đã cột dây rồi và đang đi xuống phía dưới. Cưa tới đâu đây, chắc là cưa ở dưới chấn hơi chút xíu. Như thế này thì sẽ ăn gian thêm được mấy tấc gỗ, mấy tấc cây. Yeah.
Rồi nhịp xuống chắc cái phần lóng cây đó nó ra tét làm hai luôn quá. Khỏi thằng cưa quá. Để lại hoa lại coi thử coi. Ủa cái nhánh mới ngã rồi. Lóng ở trong. Ủa, kia vậy. Ờ tét luôn. Tét luôn hả? Đây đây đây. Trời nhìn không biết. Nghe đây luôn. Tưởng hai cây khác nhau. Cắt cái này nữa xuống. Từ từ chưa, dấu bụi đó. Ghét mà quay phim mà em còn kêu đợi chút xíu, từ từ. Treo vô cái nạn có chút xíu mà.
Nãy kia chờ qua chút xíu mà không nghe. Chút xíu à. Không phân. Hơn móng rồi nha. Hơn móng. Hơn móng. Có chỗ móc mà là trời xuống kéo về qua dây sao chậm quá dây nhỏ đó hơn móng mà ủa lại móng xuống móng không dính à lại cái móng vô cái thân cây xuống dạ mới cắt móng chân sạch sẽ ra rồi đâu còn đâu móng mà vô vô đi dẹp xuống ơi rồi xuống kiếm đi dép đi em cường cái gì xuống kiếm đi dép đi kiếm giùm đi trời nãy giục đâu nãy em nói em giấu mà anh không nghe hả bậy giục lỗi với em giục bao nhiêu chim vậy đó rồi đó còn nguyên lóng này thì ba cũng đeo móng leo lên để cưa cái phần trên làm như em cưa hồi nãy thì mệt quá đuối sức còn hơn. Cây nó đang nghiêng vào trong nhà lưới. Thế là cắt đang nghiêng đây nè. Ra đường hay vô trong luôn. Bên kia nuôi vịt sim, vịt trắng rồi vịt gì. Giống vịt cò. Vịt gì quên tiêu rồi. Vịt quà lan. Có vịt cò nữa đó. Vậy có khi nào mình đạp từ cái chân là mình đạp qua mắt cá bên kia không? Dạ không có. Chú này. Rồi con ơi. Dạ. Dướng ngay da kìa. Sao? Nói con câu tự đi vô luôn. Mới hỏi chồng tự đi vô luôn. Đứng lại bị ăn đòn. Dính nó trên ấy dây lại đi cho nó dưới là quá trời luôn. Ấy gù quá làm sao rồi? Không lên nữa. Nút lên nữa. Nút lên. Nó bị dướng bên đây nè. Bên đây này chưa? Bẻ hay vậy? Dạ cứng quá. Cứng ngắc giọng không muốn ăn.
rồi luôn. Không chạy. Bằng cây kim. Bóng lỗ bằng cây kim nữa. Bóng bằng cây kim bác ơi. Anh này thả máy xuống đừng giật đem lên đó nghe cậu. Không không không. Có khi nào liệu vậy chưa? Không không. Em cần cưa hạ gốc luôn. Ôi cái lóng kia, cái giác có chút xíu à, đã lắm. Hãy subscribe.
tuổi rồi đó. Bỏ đi. Ủa nhóm góc rồi đó. Nhóm góc rồi. Sâu sâu vô nữa, Đó. Quá trời nắng nóng. Trời ơi. Để chở cưa cái gì kì á. Nó dùng quá nhíp cho mày. Nhưng mà cưa thì vẫn dính lại. Bị leo sên nè, leo sên nó dính rồi. Đúng rồi. Sên nó leo. Dạ. Dùng sên quá nó leo găng rồi. Nó chùi, nó vụt ra rồi, nó dính rồi. Rồi. Bây giờ mở cái này ra, rút ra là. Rồi mở ốp lép mua ghi, mở ốp lam ra luôn. Mở cái nhôm này nè. Rồi, rồi. Chúng ơi, cái lam của mình lỏng lắm rồi. Xúc lam, nó xúc sên mà, nó xúc sên luôn. Rồi. Con. Mấy đầu.
Nhìn cái nhỏ chứ mình lấy cái bự. Không sao, không sao. Không sao hết. Hà hư không chơi, đừng hư cho anh. Rồi sao? Vâng. Rồi xong rồi đó. Ủa quá trời nắng rồi. Cái đó bỏ lên chút hả? Bây giờ cắt một chút vậy mới đẹp. Không sao. Hà lấy để vậy luôn. À, vậy là ba của Hoa và em Cường cũng đã cưa xong cây tràm bông vàng hai tược. Này, Hoa cho quý vị xem lại cái phần gốc của nó. Bị bọng ở chính giữa luôn. Hoa xin phép tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Nếu thấy video này hay thì cho Hoa xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.